Hello mọi người. Xin chào buổi sáng cả nhà nhá. Hôm nay chỉ có hai thầy trò lại đi tập luyện với nhau thôi, chứ anh Hải và bé Diễm thì không thể nào dậy được trong cái khung giờ mà 6 giờ. Tí nữa thầy phạt nhá, thành người củ ấy. Ok, đúng như điều lệ đưa ra thì những người nào mà không tập hoặc đi trễ trong buổi sáng ngày hôm nay thì mọi người sẽ bị phạt 5 củ. Nhớ nha mọi người. Okay, chỉ còn là một cái học trò ngoan là tập buổi sáng sớm đầy đủ đúng giờ thôi. Chưa cần biết tập tốt hay không nhưng mà ghi điểm mà gọi là chịu khó. Đúng rồi. Thưởng 5 triệu. Bây giờ thì anh em mình vẫn tiếp tục cái cuộc hành trình là gì? Vẫn tập. Vẫn tập là làm sao để cơ thể mình sẽ tốt hơn. Hai thầy trò này đang nghỉ ở khách sạn 5 sao. Ở đây nặng có cái phòng tập gym. Do là muốn đi ra bờ biển, bãi biển nhưng mà thời tiết là mưa nắng thất thường. Nhưng mà giờ lại lúc thì mưa, lúc thì nắng, lúc thì tạnh. Ôi, thấy hơi tạnh tạnh ở đây thầy nhỉ? Hai thầy trò mình lại đi ra ngoài bờ biển, có những cái dụng cụ ở thành phố Quy Nhơn này này. Hôm qua em đã đi thăm xung quanh đây, ở quanh bờ biển rồi. Đã thấy là có những dụng cụ mà tập ở ngoài đó. Nên là có thể thầy trò mình đi ra đấy đi. Ok, lúc nãy mới bước ra ngoài sân thì trời đổ cơn mưa. Và đang suy nghĩ là có nên tập ở ngoài trời hay là nên tập ở trong khách sạn đây. Thôi chắc hiện giờ tạnh rồi. Tạnh rồi. Bây giờ mình ra bãi biển đi. Mưa lắng kiểu gì mình ra biển mình hôm nay phải chơi một đoạn. Cho nó không khí nó vui nhộn hơn, có rất là nhiều người tập ngoài đó nữa. Dạ và ơi, thấy buổi tập của thầy trò mình bất ổn quá nhỉ. Thầy đang rất là lo lắng luôn. Thầy không biết sao mà cứ mỗi lần ra bãi biển thì là mưa. Mà lại mà khi mà bước vào nhà là hết mưa. Cứ nhấp nháy như thế mình đã nhiều lần thôi, rồi cho nên là không thể quyết định. Nói chung nha, thầy trò mình cứ bảo là đi ra biển thì thời tiết lại mưa. Thế giờ em sẽ đổi chiến thuật là em đưa thầy đi ăn cái món đặc sản ở Quy Nhơn. Đó là em Tú xe đầu kéo sẽ đưa thầy trò mình đi. Đó là món gì nhà em nhỉ? Ở Quy Nhơn thì có hai món rất là nổi tiếng, đó là bánh hỏi cháo lòng và bánh xèo tôm nhỉ. Bánh hỏi cháo lòng. Thế giờ là sẽ di chuyển đi đến quán để thưởng thức đồ ăn. Và tí nữa ăn xong thì về thầy trò sẽ đi ra biển tập. Bây giờ mình sẽ không nói là đi tập nữa, mà mình sẽ đi ăn. Mình phải đánh lừa cảm giác lừa, đúng không? Đúng rồi. Biết đâu thời tiết sẽ không có đón được cái thời gian để mình tập, để cho nên là có thể là có nắng lên hoặc là như thế nào đó là mình có thể có thời gian tập rồi. Kia Calamen có thể quay đằng trước biết ngay cho các bác xem là trời tiết đang mưa nhá. Đấy, em Tú có phải gạt gương bây giờ đấy. Khả năng là hôm qua Diễm đấy. Cầu mưa trong cái thời gian là từ 7 giờ 6 giờ cho đến 7 giờ 30 hay là 7 giờ chẳng hạn. Mình sẽ lùi lại một tí. Diễm nhá. Mình đi ăn xong, xong rồi mình về mình bảo là mình vẫn chờ đi tập đó. Vẫn chờ đi tập cho mọi người thấy thế nào. Anh em mình đã tích cực đợi mọi người rồi, mọi người phải tập chứ. Đúng rồi. Thế nhá. Diễm ơi với anh Hải ơi. 7:30-8 giờ gặp nhau ở bờ biển. Hải ơi, spa. Tú dừng lại chơi ở gần Quy Nhơn này ấy, đi lái xe qua đây ấy, nghỉ đêm ở đây nhiều chưa? Không nghỉ đêm thì em chỉ có ngủ thôi. Chứ còn gọi là cái thời gian sau khi mình đi làm YouTube rồi đi chơi các thứ thì mới nghỉ ở đây được nhiều. Và chơi với bạn ở đây nhiều. Hôm qua về bạn bảo là rủ vợ chồng anh chị đi chơi mà do mình hành trình di chuyển nó nhiều quá. Nhiều ấy. Nên là không đi được, nó đang dội. Thôi hẹn các anh chị vào một dịp khác. Nó rủ đi nhậu. Em mình đoạn đường tiếp theo mình sẽ đi đến địa điểm nào nhỉ? Sẽ là đi sang chỗ Bình Định đúng không em? Mình đi sang Tim Sơn Dược rồi đi, không biết là tối nay dừng chân Đà Nẵng hay là Huế. Thì xem kế hoạch của anh Hải Dũng ra sao. Còn cái điểm tiếp theo là đến chỗ Sơn Dược với Đốc. Cuối tỉnh Bình Định rồi. Cuối tỉnh Bình Định. Mắt thì chưa có đi siêu việt lần nào cho nên những cái địa điểm mà nổi tiếng giống như là danh lam thắng cảnh mà đặc biệt vùng miền thì mất không có biết nhiều. Nhưng mà chắc là chăm sự nhờ em đó, em Tú xe đầu kéo. Nhưng mà trước kia anh đã đi ra thành phố Quy Nhơn này lần nào chưa? Em đi lần thứ hai. Đi sự kiện thôi. Đi sự kiện một lần, lần này là lần thứ hai. Thế thì em cũng đi lần thứ hai, lần trước xuyên Việt một lần và lần này nữa. Bây giờ là mấy anh em đã có mặt ở quán bánh hỏi cháo nòng ở 20 Diên Hồng ở thành phố Quy Nhơn. Cháu chào bà, em chào chị nha. Wow, chị ơi, buổi sáng nay nhà mình có những cái đồ gì đây? Chị em có bánh hỏi đâu, bà bánh hỏi thịt heo quay á chị. Muốn ăn cái gì là chị gọi ở đấy theo yêu cầu của chị nha. Ôi,
Ở chợ Phiên có cái này này, mình cũng có cái món này sở trường của anh Hải luôn nhá. Anh Hải ơi, xin chia buồn với anh. Đấy, sáng nay em thấy chó em là trốn đi ăn món này rồi. Hôm nay là ba phóng chị. Đúng rồi, heo quay. Thế chị có nhận ra em không? Dạ nhận ra chứ. Ô, em là ai? Là chị hay đi với chung với anh Hải á chứ. Nhưng mà là nhưng mà là ai? Em mà không có nhớ, em không để tên. Vợ anh Hải. Dạ, nhưng mà ở đây em không có biết tên thôi. À, không biết tên. Đây là con đầy đủ cái này là cái này là gì? Đây là cuốn hồng đó chị. Cuốn cái này là thịt vả giải nè. Chú trong nhà vậy đó. Cái phần này nè nó là cái ở trên mình gọi cái này là vách ngăn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Ở ngoài em gọi là thịt giải. Ô bà đang cắt cái thịt đây quay à? Quay. Có bếp nào làm bánh xèo chưa? 7 giờ đúng cái gì? Cái đấy có vẻ là cái bì da nó rất là giòn. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ 6:40. Okay. Chị biết đây 7 giờ mình ăn đây xong mình sang bên kia ăn bánh xèo tiếp. Nhất trí luôn. Đây là chị thái ra chị cho đây là cho nó hấp cho nóng à? Dạ đúng rồi, để chờ này nó lạnh đó. Để gì cho nó nóng. Nhà mình mở cửa ở đây làm được bao nhiêu năm rồi chị? Dạ 20 năm rồi chị. 20 năm trong nghề. Thời gian mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Bắt đầu 5 giờ rồi là nhà em bắt đầu là có nhận bánh, nhận khách rồi chị. Thế chị làm cho em là 1 2 3 nha, 3 suất. Em cho anh bánh hỏi. Bánh hỏi thịt heo quay nha. Dạ. Anh ăn thịt giải nó ít mỡ. Ăn thì muốn ăn gì thì được. À thế đi tập luyện này là không được ăn các cái đồ lộn tạng các thứ đúng không? Đúng rồi. Cho em một đĩa là đầy đủ cả dồi cả lòng cái đấy nhá. Đây này có cả cái thịt này thầy ăn được này. Đúng rồi, thịt với lưỡi này chắc ăn được này. Còn bánh hỏi đi. Bánh hỏi ô thịt heo quay đi. Heo quay không ha. Heo quay thôi. Thầy ăn heo quay không? Đấy. Thế thì em cũng ăn giống thầy đi. Này này cho nó ngon. Của em thì heo quay lòng rồi đầy đủ. thưởng thức rồi. Để ra là nếu mà thầy mà ăn được các món thì mình sẽ gọi riêng một đĩa ra đấy. Ủa cái này là vắng thịt lát thịt nạc bình thường đúng không em? Thịt nạc. Thế thì chị cho thêm ở đây cho thầy thịt lạc nữa. Đúng rồi, cho thêm làm thịt lạc đặc biệt đi. Làm đĩa đặc biệt cho thêm thịt lạc. Cho xíu nữa thiếu nạc nữa đi. Rồi ok. Rồi thế thôi. Được okay. Rồi chị ạ, không hề thầy này sẽ bị thừa, thừa dinh dưỡng. Đấy, cái đĩa đấy chị cho thập cẩm cho em Tú. Mưa lớn nè, Tú ơi. Đấy, lại mưa lớn nữa. Anh em mình quyết định sáng suốt đúng không? Wow. Bây giờ mình đi ăn trước mà mình có sức để tập, đúng rồi. Đây, Tú chị. Còn ăn không, cái này là cho em mới đi, của em cũng chỉ ăn đúng của thầy thôi ạ. Em đang đi tập luyện thể dục mà ăn mà sai là lại tăng cân đấy chị ạ. Thế còn cái nước bên này là cháo hả chị? Cháo. Wow. Ở đây thì họ nấu sẽ là cháo hơi loãng. Đúng rồi. Nhìn. Vì người Quy Nhơn nhưng mà thì họ thích ăn là cháo chưa, nhưng mà cái váng váng ở bên trên này là đấy là nước điều chị. Cái nào có màu vàng rất là đẹp. Thế tí nó mỗi thầy trò làm bát cháo nữa nha. Bát cháo nhỏ thôi. Một dĩa là sẽ có một chén cháo nhỏ đi kèm theo. Dạ. À là cái món của nó là phải có cái kèm gì đấy. Thế thôi. Bây giờ hộp của em đã lấy tiền rồi, ok thôi bây đầu mời cả nhà ăn thưởng thức món bánh hỏi quay nha, nhưng mà có thịt luộc đây luôn. Em mời cả nhà. Rồi, mời cả nhà. Thường thì ở miền Tây á, thì thường là bánh hỏi thịt nướng hoặc là heo quay thôi, nhưng mà đây là món đặc thù ở Quy Nhơn, có cả thêm món thịt luộc nữa. Đủ luôn, full topping luôn. Full topping rồi có thêm là cháo nữa, một ít cháo. Ok. Nhiều người ở ngoài Bắc là rất là tò mò là cứ hỏi là cái bánh hỏi là bánh gì. Đây này, những cái lát mà sợi bánh làm này, gần như kiểu sợi bún ở ngoài mình ấy, nhưng mà nó rất là nhỏ, như kiểu là cái dây sợi tơ hồng ấy. Em bánh hỏi là có nghĩa là hỏi xong mới được ăn. Xin phép anh ạ, em ăn đã sẵn ạ. Cho phép đây nha. Bữa nay là mình đổi đây luôn ha em. Thịt nào nhỉ? Đúng không? Nhúng tấm anh ạ. Rồi, nhúng đâu ạ? Đâu nhờ chị chủ ra hướng dẫn hộ em cái nhỉ? Em hướng dẫn cho. Rồi. Chị cái tiền. Dạ. Em hướng dẫn thôi nha em, đừng ăn hết của anh nha em. Em ăn hết của anh. Em đi xòi anh vô. Có. Bỏ xòi vô đây nè. Bỏ xòi nước chấm luôn. Rồi, bỏ xòi vô. Cái này kèo mình bỏ vào cho nó nóng. Chị cứ hướng dẫn đi, bọn em cho vào ạ. Anh hỏi là cái này. Anh bỏ lòng lên. Anh bỏ lên thì anh bỏ gốc ra nha anh. Rồi, lắp lên. Khi mình bỏ rau lên thì nó không có bị rướng nè. Bây giờ anh biết ăn rau gì, anh cho rau đấy thì thăm thì thôi. Chú Hoài như em. Rồi, chấm. Lắp lên. Chấm vô chín chấm bên đây. Ừ. Hả? Từ từ chưa?
Bón chấm cái nước chấm này, thấy chưa? À, bón luôn. Nước xoài em bón lên đây. À, cho cả. Đây, tủ ăn còn có, em người bón ra đấy. Như vậy ha. Cho xin cái muỗng. Cảm ơn. Rồi, ok. Quán bón cho anh luôn. Dạ. Rồi. Dễ thử nha. Ừ. Đúng rồi. Cái này hát bài lòng nghe bao la như biển. Ơ thế vừa nãy em mới dùng cái kia vào cho nó đẹp à, không cho bón cho Tú ăn cái đấy à? Bón rồi, cho em ăn. Rồi. Rồi, cái này trước đúng không? Rất nhanh và dứt khoát. Rồi. Dạ, anh bỏ thịt vô. Rồi, bỏ thịt vô. Thực ra là có nhiều cái bỏ đầu vô. Mình nhúng với cháo ăn không này với cháo. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Còn mình cuốn trước rồi xong bắt đầu mình nhúng qua tí nước cháo này cũng được. Ừ. À, em mời cả nhà. Rồi. Ôi luôn rồi. Rồi. Lạ nó luôn ăn rồi. Đúng cách thì nó rất là ngon. Yeah. Rồi. Thử nha cả nhà. Lạ nha, lạ nha. Rồi mình đã làm theo kiểu của quán nhưng mà quên thao tác chấm vào nước mắm. Ừ, khá là ngon đấy. Miếng to quá. Mà cái mì của bác ngọn là giòn anh ạ. Giòn. Xoài. Nhưng mà em ơi. Dạ. Hay quay em chỉ ăn nạc đó nha, còn mỡ chừa lại nha. Dạ. Ok. Đúng không? Nhưng em mình hướng dẫn dễ nhỉ, đây mình cũng làm này. Thử miếng này. Ừ. Cho vào thì à. Đây. Cho miếng thịt lợn lên. Cho ít giá. Cái này gia đình mình có thể xem trên kênh này gọi là Vợ Hải Sapa TV nhé. Đây, quấn vào. Chấm. Công đoạn, công đoạn. Ơi, ok đúng không? Okay, thôi bây giờ anh ăn gì cho nhanh đi. Đây thế thôi, ở miền Tây thì chấm như thế cứ chấm nước ra, nước chấm thôi. Nói thật sự là em cũng ăn theo cái kiểu đấy, hoặc là em ăn cuốn. Người Bình Định thì đặc biệt là rất thích ăn cuốn. Như kiểu hôm qua mình đi về đến quán ấy. Cũng cho rau vào, cuốn thịt bên trong lên rồi cuốn đổ lên rồi chấm. Một suất như này là bao nhiêu tiền hả chị? Mình bỏ thịt lên. Có quay 50. Như suất của em là 50 đúng không? Bắt đầu mình cuốn lại. Mình cuốn thì không đẹp được như kiểu là mấy anh em ở Bình Định người ta cuốn là nhìn cái cuốn đẹp lắm. Thôi em cuốn thì cũng tương đối đấy. Cái nước chấm ở trong này pha nó hơi ngọt ngọt. Chị lại ra đòn cuốn luôn. Mình thích gì đấy. Cuốn cho mình tay cũng ngọt. Cho chị Tuyên đi. Bây giờ ra cuốn cho chị Tuyên cái đi. Chị cuốn cho em một cái đẹp này. Cuốn cho chị Tuyên cái. Đây của em này ăn cái thịt này. Chị đưa từ từ em bỏ bánh hở lên trước ha. Bàn tay khoan khoát. Ăn rau đầy đủ hết chị ha. Dạ. Nhà em tên gì em? Em tên Hồng. Hồng à. Hãy đường Diên Hồng luôn. Đường Diên Hồng. Số 20 đường Diên em Hồng. Em bán bánh hở cho lòng luôn. Ừ. Nhà mình là bán mấy đời nhỉ? À, mẹ em là tới giờ tới với em. À. Là đời thứ 3. Hai. À đời thứ 2. Đời thứ 2 rồi. Đến đời con nữa chuyển nốt nữa là đời thứ 3 hả chị? Mà cái nước chấm ở đây ngon đúng không ạ? Ngon đặc trưng cho anh chị ngon biết quán em là tới. Nó ngọt ngọt cái miền Tây. Tại vì quán em cũng nổi tiếng mà. Em ăn nhiều lần rồi mà. Là chị. À. Em cũng cảm ơn chị. Rồi. Đấy, chị quấn nó okay giúp thầy rồi. Em một cái đi. Nó cho xoài chua vào nó. Em gái này quấn hẳn rất là chặt tay. Trong này là có cả thịt thịt luộc này và thịt quay luôn này. Quay. Bánh hỏi. Chấm một cái lớp chấm này là pha có cái đường. Hơi ngọt ngọt chút xíu. Có thơm luôn. Có cả thơm, xay cả thơm ra. Chanh, ớt, tươi. Trời ơi. Anh chị không phải đâu, tim lưỡi á. Thịt lung linh, thịt lung linh nha. Nhưng cái bánh em này dai, ngọt. Đặc biệt là đây lúc nào bánh dai nó không giòn. Ăn cái gì mà có cái kén. Đó là đặc sản của Bình Định. Cũng nhận là có tỏi trong ăn nó ngon. Nhưng mà chua chua đó. Mà nó làm cho mình cái món nó phong phú hơn, nó chua, nó ngọt ngọt nhẹ từ nước mắm đúng không? Đẹp hơn đó. Đó không? Rất là chuyên nghiệp nghe quý vị. Không phải như là Tú cuốn nãy nó hay. Thì cho mình dầu cả.
Ok, 2, 3, Vio. Chúc mừng thầy trò là toàn xịt đi ra biển tập không? Ừ. Đã rồi. Cô lấy chiếc lửa không? Dạ, bây giờ hai thầy trò không được ăn rồi nhé. Ừ. Ăn miếng rồi này, thì Chuyên lại nhớ tới cả một bầu trời Tây Bắc ở trên đấy này. Em Tú bảo đi sang đây ăn bánh xèo. Mấy anh chị em là sẽ sang đây để ăn. Em chào chị. Wow, chào em. Với quán bánh hỏi cháo lòng nữa. Ờ gì hả? Đây là... Ở đây là phải đúng 7 giờ mới mở à em? Dạ. Nên là em cũng đến đây em hay ăn ở bên này, thấy ngon. À. Cho nên là giới thiệu. Chào này, một dàn chào. Với lại anh chị sang đây để thưởng thức luôn. Ở đây nhìn dàn bếp này khá là sạch sẽ. Chuyên nghiệp nha, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Hôm nay em nghĩ là đến đây thưởng thức cả bánh xèo tôm nhảy và bánh xèo mực nhá. Bánh xèo tôm, bánh xèo mực, thấy ăn bánh xèo gì? Bánh xèo trứng đi. Bánh xèo trứng. Bánh xèo trứng rồi, đây. Rồi, hai cái tôm, hai cái mực, hai cái trứng và một cái trứng nha chị nhá. Rồi. Hai tôm, hai mực, một trứng. Rất là nhanh. Đây sẽ làm một trứng cho anh Mách. Em tráng này được bao nhiêu năm trong nghề rồi ạ? Dạ cũng được 6-7 năm gì ạ. Biết mình đổ đi làm nha con, mình đổ thì thôi vậy, đổ bao giờ rồi. Tức là ở nhà là bình thường là mình là đã mặc định biết tráng ở nhà rồi đúng không? Dạ đúng rồi, còn đi làm là được mấy năm rồi. Hầu như là phụ nữ bình định ấy, ở nhà là ai biết đổ, ngay kể cả đàn ông biết đổ bánh xèo này. Dạ đúng rồi. Bánh xèo với bánh ít. Đấy. Bánh ít á chị? Bánh xèo với bánh ít là bình tĩnh. Thế giống cả mua cả nước luôn á, thì cái bánh ít là bình định ngon nhất luôn. Giống như ngoài mình là bà con dân bản là phải biết thêu đấy, trước khi lấy chồng đấy, không biết thêu là khó lấy chồng. Cả đàn ông ở đây cũng biết đổ bánh xèo luôn nha anh Mách. Chẳng những biết đổ bánh xèo mà còn biết võ nữa đấy. Thế chị có biết võ không? Có chị nào biết võ không? Mai một rồi à? Lớp là 50 độ lớn. À, phải theo đúng dõi rồi. Xem là cái mỡ nó già mới cho được. Dạ, nó dầu nó thiệt nắng mới cho ăn hộp được. Dầu này bên em làm dầu là dầu trắng hoàn toàn. Cứ cầm này ấy xẻ ra hết luôn. Viên là đảm bảo. Bây giờ là thấy nó xèo lên cái âm thanh nó đã. Wow. Dầu mỡ nhiều quá. Nhưng mà phải giòn ăn. À phải giòn để cho tôm vào nó mới chín. Đây là bánh xèo giòn. Wow. Thầy bác nhìn thấy mỡ là chán. Choáng luôn. Lâu rồi thầy. Tức là ngập dầu với ngập giòn được cả hai mặt đấy nhỉ? Dạ đúng rồi, ngập dầu không giòn, còn cái nữa mình thì lúc nó giòn là nó sẽ tự ráo dầu cho mình. À. Thế buổi chiều đến là đầy đủ là phải mấy người chứ chị nhà mình? Dạ, buổi chiều là tôi nhân viên đông lắm. À. Sau buổi sáng thì em chỉ tới để bán lên tay để chuẩn bị thôi. Thế một cái suất như này cả mực cả tôm này là bao nhiêu tiền? Dạ 35 nghìn một bánh này chị, còn bánh trứng là 20. Nè. À. Trứng gà sò của mình này. Thì là một trứng với một cái bánh như vậy là 20. Còn đây là 35 nghìn một cái. Cái này là ăn vào buổi sáng này có đầy đủ chất dinh dưỡng rồi đấy. Và cho ít giá thêm ít giá đỗ à. Thấy là rất là sạch sẽ nhỉ. Bọc inox xung quanh hết. Wow. Quán này mở được bao nhiêu năm rồi chị? Mở được hơn 1 năm rồi chị. Đây là cơ sở mới à? Dạ không, đây bà chị chủ bà thích nấu ăn á, yêu nghề nấu ăn nên là mở là chị chủ em là để là giáo viên của bệnh viện tỉnh á, giáo viên khoa nhi của mấy đứa dạy của khoa nhi á, để là giáo viên của bệnh viện á. Cái bác ở ngoài kia là bác chủ luôn đấy ạ? Dạ không, bác nhân viên á, bà chủ là đi làm nên cũng chặt lắm, chị quản lý qua anh chắc không có quản lý nhiều. Dạ. À, tại vì chị chủ là thích cái nấu ăn này thôi. Dạ đúng rồi, chị chủ thích nấu nên chị muốn mở thêm, đang nhiệt lắm. Đúng là có âm thanh xèo xèo đấy, nên gọi bánh xèo ấy. Dạ quá nhỉ. Wow. Cái này là chín luôn rồi à? Dạ đúng rồi.
lại cho đây, là cho lọc dầu, là lọc dầu, lọc dầu cho ráo, bắt đầu mới cho ra đĩa. Ừ. Sao mấy lần em ăn ở đây không có thấy vị nhiều dầu hẳn thế? Đấy. Quán này không nhiều dầu nhưng mà quán khác lại có dầu. Đã ăn ở thầy rồi. Thầy của mình là do là lực sĩ nên là phải ăn kiêng dầu đấy nha. Wow. Em cho làm sao mà cho nó cạn hết dầu cho thầy giúp chị nhé. Ừ, thơm chưa? Để yên tâm đi, chứ nữa ra quay chỉ là ấy là khoảng có nhưng mà xíu thôi chứ phải chứ không phải là không có. Ừ. Em nó cái bánh nó vàng vàng như thế này đấy cho ngon nữa. Đấy, cho bánh trứng vào thầy. Đó. Và... Đây, đẹp chưa? Bắt mắt không? Lung linh lung linh. Đó, con vàng như thế đó. Còn cái bánh trứng nữa. Úi dồi ôi, cá này, cá này. Rồi. Em ơi, lên đi. Ôi, ở đây không gian ăn bánh xèo quá là tuyệt vời cả nhà. Rồi. Cái này có bát nữa ăn thì ngon nha. Đây sát chỗ cái bàn mình ngồi luôn, đây là có cái hồ cá coi. Rất là ok luôn, cá coi. Những con cá này rất là to nha, chứ không phải nhỏ nhỏ bé bé đâu. Nhìn bát nước chấm thơm ngon. Này ngon hay không là bát nước chấm này. Mời thầy ạ. Rồi, đây có này. Một bát nước chấm bằng đậu phộng. Này em tú đi. Ô đấy là nước chấm đậu phộng này chấm riêng à? Ai thích chấm thì chấm à? Vì có nhiều nơi họ làm nước chấm đậu phộng để chấm bánh xèo giòn này nữa. Tùy theo cái phong cách của quán ấy. Mà em chắc là em lại được cuốn tiếp. Anh cho hỏi cái nước chấm đậu phộng này là mình chấm với cái món nào? Cái trong ba món này. Không, cái này mình pha vô nó bắt là cho nó ngậy thêm à? Đúng rồi, bỏ thêm mực ấy vô. Đây để cháu làm cho. Rồi. Bánh xèo là phải có cái nước đó. Đúng rồi, thơm được. Cho vào nước mắm luôn. Đậu phộng mình xây ra rồi đó. Bình thường thì do là có nhiều người người ta pha sẵn cả đậu phộng rồi. Rồi, ok. Sẽ là để ngoài cái này. Đây, vẫn là bánh tráng tiếp tục à? Bánh tráng, cái này cuốn ngon lắm đấy. Mà nhìn rau chất lượng quá nhỉ? Cái rau ở đây rất là tươi. Không biết là đội ở nhà không biết có ai tiếp thì không dậy sớm mà đi ăn cùng với... Tao cũng để trái đây cái dĩa này nè. Anh chị ăn được không? Trải lên cho dễ cuốn ạ. Đây đây chú ơi, chú bảo hộ con cái này vào đây. Đây. Đây là cả bát nước chấm này luôn ạ. Cho nó gọn một hình. Đúng không? Như là chuyên nghiệp như này đúng không? Rồi. Ok, ok. Rồi cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Bữa đầu 12 lá, bữa trưa nay 14 lá. Anh Tây á? Ăn 14 cái luôn à? Ờ. Rồi mình thì thường là 2 lá. Vâng. Nhưng mà là hóa là 2 lá là vừa. Vâng. Dù gian phá kỷ lục 15 cái cho cả cái vào luôn à, hay cắt một lửa ra, lửa cái. Thế em cắt ạ chị. Cái này. Giòn rụng luôn đấy. Đấy. Đấy, mấy người ngồi ở nhà là mất hết nửa cuộc đời khi không ăn những cái món như này. Này á, cuốn to này á hả Tú? bóp vậy. Cho nó vỡ ra đúng không? Vỡ ra luôn rồi. Mà bánh mấy bánh này là chủ yếu đặc biệt cái độ giòn đấy. Ôi ngon nhất thì lại có một con tôm mà rơi ra ngoài. Còn cái chén là giấm nó dở. Nhét nó vào đây. Rất là sạch sẽ nhé. Rồi, em mời cả nhà nha. Lần này rút kinh nghiệm lần trước là mình đã cuốn chặt hơn rồi đây. Có cái đĩa nó dễ cuốn hơn. Ok không? Rồi, ok hơn đấy, anh nhìn rồi, nó okay. Đúng không? Đây, mời cả nhà. Trước đi ăn những chỗ kia nó không có cái... cái đậu phộng nước này không? Đậu phộng cho nó béo hơn. Béo hơn ạ. Thơm lắm. Đây, mắt nha. Đây. Phải bóp lắm bạn nha. Phải bóp bạn gặp đôi bạn là ok. Đây. Đúng rồi. Đó này. Đó cái cách cuốn là khác, cuốn nó cuốn nó khác rồi. Ngon không? Không mà anh chị em mình đến đây là phải chờ mất được 20 phút đấy nhỉ. Mới được ăn mà
cho cái này là rất là hài lòng luôn. Món mầm đá là chắc chắn sẽ ngon thôi. Đáng ăn ở bên kia là no bụng rồi nhưng mà mình thưởng thức thêm đá rồi mọi người. Giòn. Ngon chứ. Quá. Đúng là nước cái mắm nó có thêm. Cũng tươi ạ. Tôm tươi mới gọi là bánh xèo tôm này. Đúng là nước mắm mình khi mà có thêm cái sốt đậu phộng nãy á, đã tăng thêm phần hấp dẫn rồi, tăng độ béo lên. Giòn ngon rồi, chưa nhỉ? Cũng đi ăn ở nhiều nơi rồi, nó là bánh xèo đây là chất lượng. Từ cái nước chấm đến khâu mà người ta làm giòn ấy. Đồ ăn cũng cực sạch sẽ nữa nhỉ. Để tỏi, ớt. Đây cả lý sơn nữa. Tỏi lý sơn. Bé bé gì nè. Dạ. Cảm ơn. Món này của em á, món này của anh có rồi. Ngon quá. Mình phải làm thêm miếng với mực nữa. Vâng, chú này cho cá ăn tiếp ạ. À? Một ngày nó ăn mấy bát này chú? Vâng. Cái cá này nuôi được lâu chưa chú? Nó bạo nhờ. Tao chúng đổ ao ao lấy một cái bát to ấy nó ăn cho nó đã. Đấy vừa lấy lại anh Mách gặp lại thành đôi như này à? Đúng không? Ờ, không anh... bẻ đôi đúng không? Đúng, đúng rồi, đúng không? Em làm thế à? Đúng rồi. Ít rau thơm, ít xoài xanh. Đây cho thêm một hai nhánh tỏi này vào cho nó thơm. À, thế là chị ăn đúng giống người Bình Định rồi đấy. Bình Định cho tỏi luôn à? Thế là tỏi ăn của Bình Định, thế là tỏi à? Đàn ông à. Nhiều người là rất không ăn cái tỏi này tốt. Tốt mà. Đây. Đợt mà em đi lái xe mà cái đợt dịch Covid là bọn em ăn tỏi nhiều lắm. À để chống chống Covid à, chống Covid à. Gần hết dịch rồi chủ quan không ăn nữa. Không ăn nữa đúng không? Cái tỏi này ăn nó không bị cay, bị hăng. Nó rất là nhẹ. Nhưng mà tí nữa ai ăn nhiều quá lên xe nó sẽ bị mùi. Đây. Chưa? Đẹp không? Đây. Wow. Thầy đâu rồi? Đây, đây. Thầy ơi, thầy quấn đi thầy. Thầy không? Sao thầy lại đặt đúng theo chiều dài rồi nhá? Thế chứ này. Đợi thầy. Đúng chiều dài nè, mới đúng nè. Rồi. Thầy gói hai bên vào à? Thầy gói hai bên vào. Thầy. Chế biến mỗi lần là một phong cách khác nhau. Thầy là thích đổi các loại tư thế. Quấn. Rồi, con sáng tạo thôi. À, à okay. Lấy giống bánh gối đấy thầy ạ. Rồi ok mời. 1, 2, 3, vô. Có tỏi thêm thơm không? Bánh để lâu rồi mà vẫn giòn, vẫn ngon. Thơm mực mà. Thơm. Ăn này tí về lấy sức cạn, cái này ăn từ nãy được bao nhiêu con lò này? Nhiều em. Đây 3 con tôm, 1 con mực. Một cái này khoảng 2 con nửa này, con nửa này thì anh nghĩ là khoảng 500 con lò đó. 500 mới cộng thêm mà bánh hỏi. Bánh hỏi cháo nòng bên kia nữa. Khoảng 300 nữa. 300 là 800. Tí về đốt 1000 nha thầy nha. Vẫn dô ra được 200 là được. Ở đây khách sạn thì cũng ít dụng cụ tập thôi, nên là ở ngoài trời thì vẫn đang mưa. Hai thầy trò là sẽ chạy ở trong này khoảng đốt calo trong vòng 30 phút nha. Là đi ở tốc độ 4. Ừ.
Máy này nó bị fail rồi nha mọi người. Không tập được. Rồi, được rồi. Này nó bị chạm mạch điện. Rồi, hư tiếp tục. Đi bộ này cũng giống như các máy bộ khác thì nó sẽ hiện lên thông số kỹ thuật trên màn hình ha. Vâng. Phía bờ bìa bên trái á, là cái độ dốc, incline là độ dốc. Cái thứ hai là distance là cái khoảng cách mình đi được bao nhiêu km đấy. Vâng. Rồi cái giữa là cái thời gian mình sẽ đi. Và cái tiếp theo là speed là tốc độ. Tốc độ mình đi hiện giờ em đang đi 4 km/h. Vâng. Force là nhịp tim. Force là nhịp tim. Khi mình gọi nhịp tim thì em nắm hai tay ở đây nó sẽ hiện nhịp tim vô đây. Đây. Đó. Rồi em đi khoảng 30 phút. Vâng. 30 phút, cố lên nha. Dạ. Trong quá trình trên đi thì nó dễ buồn chán nản nhưng mà mình sẽ có thể mình có là... tăng dần lên không thầy, thành 6 thành 8 để chạy không? Được. Chút xíu mình khi mà mình quen rồi mình sẽ biến tốc. Vâng. Có thể là 3 phút mình đi, 5 phút mình chạy hay gì. Rồi trước mắt là mình sẽ đi bộ đi. 4 km/h. Đi được gần 4 phút rồi đấy thầy ạ. Ok. Thế đi bộ khoảng 5 phút thầy nhỉ. Xong rồi đi bộ 5 phút đi. Chạy khoảng 3 phút. Chạy 3 phút thôi. Sau đó lại về đi bộ 2 phút. Ừ. Biến tốc như thế thì nó không nó làm mình mệt. Chạy luôn à? Tăng tốc chạy luôn ạ. Giỏi thế. Phải cố gắng. Phải chạy được nó ra mồ hôi cơ, nó mới khỏe. Đấy, ở ngoài vẫn đang mưa nhá. Sự rất là tiếc luôn, trong cái thời gian mình đi những cái địa danh mà có bãi biển đẹp dài thì mất rất thích là mọi người sẽ tập ngoài đó. Vừa bãi biển đẹp và không khí nó trong lành nữa. Nhưng mà rất tiếc là lúc nào cũng mưa mọi người. Ô, nhưng mà cái máy này chạy rung hơn cái máy ấy. Hôm trước mình ở chỗ Lưu Hua ở trong Sài Gòn. Ừ. Máy này tại nó nhẹ em. Máy nhẹ. Nên anh sẽ tập qua, tập thêm cái này. Đây đạp xe đạp nha. Dạ. Chiều nay mà nếu mà trời nắng ha, dạ, chắc mình rủ mọi người ra ngoài bãi biển tập. Thường em nghĩ bây giờ nó đang thời tiết đi. Ừ. Nó thất thường ảnh hưởng ra á. Mình thì tập buổi chiều á. Ok, cố gắng thôi nha. Dạ. Còn 5 phút nữa là đủ 30 phút. Em tăng tốc lại đi nha. Tiếp tục. 5 phút cuối nha. Dạ. Cố lên. Ok. Gắn lên. Hít thở đều vô, hít thở sâu, hít sâu, thở, hít sâu, thở, nhẹ nhàng thôi. Ok. Và sải chân dài ra một chút cho có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Đó. Sải ra dài. Okay. Em không nghĩ chạy lửa tiếng nó mệt thế này đâu. Không, nhưng mà khi mà tới ngưỡng rồi á, bắt đầu là em sẽ ngày mai có thể là chạy 35 phút hoặc 40 phút, rất là dễ dàng thôi. Ok. Chỉ còn 4 phút nữa thôi. Cố lên. Đang chạy ở tốc độ 8. Ok. Bây giờ đang chạy 8 km/h nha các bạn. Bây giờ tăng lên 8,5 đi. Đây. 82, 83. Rồi, cố lên. Come on. Sải chân dài ra một chút. Đúng rồi, good.
Rồi còn 3 phút nữa thôi. Cố lên. Bé Tuyên thì tập một tuần nay rất là cố gắng nha các bạn. Mặc dù là buổi sáng dậy sớm, trời mưa, nhưng mà không tập ngoài bãi biển được thì anh em sẽ kéo về phòng tập của khách sạn để tập. Đó, một tinh thần tập luyện rất là cao độ. Và bây giờ thì giờ là chạy gần 30 phút rồi, còn có một phút cuối cùng thôi. Một phút cuối cùng thôi. Cố lên, cố lên. Sắp về đích rồi. Come on. 5 4 3 2 1. Ok. Ok được rồi. Rồi, mặt nhễ nhảy mồ hôi rồi. Rồi, rất cố gắng nha. Cảm giác ta mồ hôi được khỏe người ấy thế ạ. Rất cố gắng, mặc dù là đang phòng mới lạnh nha các bạn, nhưng mà vẫn đổ mồ hôi. Đây, tinh thần tập luyện rất cao độ luôn. Vì một buổi sáng biêng luôn đấy. Chạy 30 phút này đốt khoảng hơn 130 calorie rồi. Đấy, cho nên là rất là hiệu quả nha. Và buổi sáng chỉ tập thế này thôi, thì buổi chiều chúng ta sẽ tập thêm các động tác với các tư thế với máy đó. Bây giờ hai thầy trò đi lên thay đồ để cuộc hành trình đi tiếp sang gặp ten của Tân Dược Vlog. Nhưng mà cứ sau một trận mưa thì nó mới có nhiều biển mây đẹp thế này nhá. Này có mấy cái bà này ngồi ở bãi biển buổi tối ngồi uống bia các thứ này, thích lắm này vào mùa hè này. Nhưng mà bây giờ là sang cái mùa đông rồi, đâm ra khách du lịch người ta cũng ít. Ở bên xe này thì chỉ có em Tú xe đầu kéo, em Phan Diễm, anh Hải và em Tuyên sẽ ngồi trên một xe. Còn bên kia là có Phạm Dũng, thầy Bách, hai bạn lái xe và cameraman của em. Ui, đẹp chưa cả nhà ơi. Chị thấy thành phố Quy Nhơn được không? Quy hoạch hai bên bờ biển rất là sạch sẽ, gọn gàng, có không gian cho người tập thể dục, đi bộ, tắm biển đúng không? Không bị hàng quán nhộn nhọm ở bên ngoài này. Mà đến chỗ này thì nó là cũng hết cái chỗ mà có thể tắm biển rồi. Đây á, đúng rồi, vì chỗ này người ta làm kè hết lên rồi. Nhưng mà nó quy hoạch cây xanh, cây cảnh cũng rất là bắt mắt. Bên kia có một tượng là của Đức Thánh Trần Hưng Đạo đấy, bên kia núi này chị. Đấy, cái eo núi đây ra đấy, nhỏ nhỏ. Trước mặt đây ra nữa thì thẳng đấy là cảng Quy Nhơn. Cảng Quy Nhơn phía trước chỗ mấy cái cần cao cao đây này, cảng Quy Nhơn. Quy Nhơn này đông khách du lịch nước ngoài chứ nhỉ? Vâng, đến mùa kia thì đông. Đợt này chị Tuyên cũng review được nhiều cung đường đẹp đấy nhá. Hôm qua là có đường ven biển từ lối liền từ Phú Yên sang đến thành phố Quy Nhơn, còn hôm nay là đi dọc cái con đường mà gọi là hàng ngàn tỷ của Quy Nhơn đấy. Yeah. Vâng. Thế chị nghĩ sao, đứt đất ở đây là rất là đắt đấy, không mua nổi nữa. Nhưng mà cái này cũng phải quy hoạch cũng lâu rồi thì mới được con đường to đẹp như này. Những thành phố nào nó quy hoạch mà về sau thì lại được cái lợi thế đó là làm hạ tầng các thứ là rất là đẹp, không có bị cái bờ biển không có bị lộn xộn. Em thích nhất là thành phố biển, đó là Nha Trang này, Quy Nhơn và Đà Nẵng, ba cái thành phố biển mà em thích nhất ở Việt Nam mình. À, có Hạ Long nữa nhưng mà mình chưa được đến đấy thôi. Hạ Long em chưa đến bao giờ à? Chưa, em vừa rồi thì thấy hot mấy cái ba đấy mà chưa được đến luôn. Cái ba mà nhảy múa ngoài trời ấy. Đấy, hết đường ven biển rồi. Bắt đầu cung đường vào bên trong, sâu bên trong. Đây là chỗ này, khu vực cảng Quy Nhơn. Giờ mình di chuyển sang bên chỗ em sân rửa cây mất khoảng bao lâu? Tầm 2 tiếng đấy ạ, 100 km đấy. Ở đây có cái chợ nào nổi tiếng to? Chợ thì có mấy cái cảng cá, chợ cá đó, mà em quên tên rồi. Nhưng mà chợ đấy phải đi vào buổi sáng sớm cơ. Đúng rồi. Mùa kia thì có thể câu mực được đấy. Nhiều hoạt động vui chơi hay, thì có eo gió thứ cũng đẹp. Khi đến với Quy Nhơn ở Bình Định thì có rất là nhiều các cái điểm tham quan thắng cảnh.
cái chiếc Diễm ấy, Diễm nhớ cái vụ ngày xưa anh em mình đi thì coi eo gió ở đây rồi, báo tố mưa xa luôn ấy. Ừ. Xong rồi mình lấy phân chia ải mí với cả pơ là đi cái chợ đi gì nhỉ? Anh em mà đi kỳ coi eo gió. Ngoài kỳ coi eo gió ra thì còn rất là nhiều điểm khi đến du lịch ở Quy Nhơn là mình nên đi, đó là Cù Lao Xanh, làng chài Hải Minh, tháp đôi Quy Nhơn, đầm Ô Loan, Gành Giáng, tháp Bánh Ít, khu du lịch Trung Lương, khu du lịch Hầm Hô, Mũi Rồng, đầm Thiên Nại nha. Đấy, những cái địa danh cực kỳ là nổi tiếng. Gia Lai đấy, đi lên Tây Nguyên đấy. Cái đường này á? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nó sẽ cắt ra đường quốc lộ 1. Nó sẽ là cắt một đường ra quốc lộ 1. Thế từ đây đi lên chỗ Gia Lai Tây Nguyên mất bao xa? Hơn 100 km. Bình Định là giáp với Gia Lai nữa. Ở đây có giáp với cửa khẩu nào không anh? Không, chỉ Gia Lai mới có cửa khẩu. Gia Lai có Tum. Cái lốp nó không có lún á. Nhìn cái sổ em nhìn lốp luôn à? Đúng rồi, kinh nghiệm là nhìn lốp là biết được người ta chở nặng hay nhẹ. Thế trước kia em lái xe công thì chỉ có chở đồ từ Sài Gòn đi ra ngoài chỗ cửa khẩu của Lào Cai chị đẻ, hay còn đi đâu nữa? Lào Cai rồi Lạng Sơn rồi Móng Cái, những cửa khẩu chính là chở, em chở nông sản từ miền Tây. Nhưng mà xuất phát là chỉ từ Sài Gòn này thôi à? Không, cả quê Diễm luôn. Quê Diễm Long An à? Cứ đâu có nào. Long An là có Thanh Long ấy, Thanh Long ruột đỏ ấy. Đến mùa Thanh Long em chở Thanh Long. Thế còn chở những loại quả gì nữa? Xoài, mít, sầu riêng, những cái loại nông sản, chuối mà xuất sang Trung Quốc. Thế hai trên này. Đây là rất là nhiều mai ở bên này chị Tuyên ạ. Đây hai bên đường đây đúng không? Đúng rồi, thỉnh thoảng tí nữa lên đây có những cái ruộng mai trên này này. Đấy, là đến mùa là Tết là người ta bày bán rất là nhiều. Đấy, những cái ruộng nhỏ nhỏ dưới này này. Nhìn chưa được rõ cho lắm. Đây đây là người ta đang chăm sóc mai ở dưới này, thấy không? Trồng mai nhỏ ấy. Thế là đến Tết thì người ta sẽ bên trong trên đường đúng rồi. Người ta sẽ làm những cái sạp, người ta bán rất là nhiều mai đây này, này. Quay ngang sang một tí là người ta sẽ thấy là cái ruộng mai ở dưới. Ở trong nhà thôi. Cũng có những cây rất là to. Thực ra là đây bán theo cho là những cái người vùng xa ấy, thì họ dùng cây nhỏ thôi. Chứ còn nếu người dân Bình Định họ chơi cây rất là lớn giống như ở nhà Diễm ấy, là có trồng sẵn ở mai ở trong vườn như thế mà chơi luôn. Thế còn đây là chỉ dành cho bán cho những người người ta mang về phía Tết Bắc. Ha, đúng Tết. Rồi. Ôi năm nay Tết chắc mình không phải đi chợ nào đâu, về đúng nhà Diễm đấy hôm vừa rồi. Vào chị vào nha, Tết này mà không, em bảo chị ơi, ôi. Chị ơi em nhiều việc quá không vào, là em đang đón chị nha. Dũng trồng 23 cây mai tổng với cả gia đình có rồi. Tầm chục cây nữa là tầm 33 đến gần 40 cây. Quá đẹp luôn. Năm nay là em cứ quay ra vào là thấy vàng chóe. Nhà. Có một cây mai mà em ấn tượng là Dũng quay cái cây mai đấy là rất là đẹp, cụ mai nhỉ, Diễm nhỉ? Dạ, cụ
ngoài Đồng Nai đúng không anh? Ui dồi, lở dựng lên rồi rơi xuống. Đồng Nai thì em quay mấy năm rồi còn gì? 4 năm liền, là năm nào Tết nào tụi em có bận cỡ nào thì em vẫn về đó. Thấy đó là cái như cái sự may mắn ấy. Tài lộc luôn ấy nhỉ, tràn trề luôn ấy. Nhưng mà nếu mà năm nay mà rảnh á, là anh Tú này với chị Tiên anh Hải là vào trong miền Nam ăn Tết à? Tết, tại vì hay trong này rất là hay nha, rất là nhiều nơi mà mai to ấy anh, mà đẹp. Tú có sắp xếp được thời gian không? Có khả năng đấy, vì đầu năm em đã có kế hoạch là muốn đi ăn Tết ở đâu cho nó xa lạ tí rồi đấy. Vào trong em thôi. Ủa, có phải cái cây mai cái lở không phải? Không phải. Từng nở thì em cho chị quay luôn mà không phải. Nó cái cây khác, hoa khác. Đấy, này là những vườn mai rất là nhiều luôn. Bán dọc hết con đường này luôn đấy nhé. Chị Tuyên biết sao? Mai này này là Tết ấy, rất là nhiều cô chú ở Bình Định này là mang mai vào ở trong Sài Gòn để bán. Ví dụ như chợ hoa, ví dụ như là công viên gia đình này. Nhưng mà những cây bé nhưng mà em hay đi khoảng, quay chợ nhiều. 1-2 triệu một cây chị. Chung là bà con sẽ thức đêm thức hôm mà ở mấy hôm liền ngày Tết để bán từ tầm khoảng 23 cho tới ngày 30 Tết. Là các cô chú trồng mai đây là hay mang vào trong Sài Gòn để bán này. Trong này còn mai vàng, ngoài với chị một, chỉ có mai trắng thôi. Với một cái thời tiết như thế này nó âm u đây, mình tưởng tượng giống như kiểu Tết rồi nhỉ? Nghĩ đến cảnh Tết rồi nhỉ? Hình như là còn có khoảng 1 tháng mấy nữa là Tết đúng không ta? Đúng rồi. Anh em mình đi ra ngoài kia, em quành về là chuẩn bị ăn Tết luôn rồi còn gì nữa. Hay là em ăn Tết ngoài đấy xong cũng về? Dạ không. Bây giờ cứ khó chia nhỉ? Khó chia. Mà cái Tết chỗ nào cũng có cái hay á. Tết ở ngoài gì bây giờ? Vào đây chơi. Anh chị vào đi, em đi khám phá mấy cây mai to này xong ăn Tết nhà em, xong bắt đầu mình lại xuyên Việt đi ra làm là xuyên Việt ra ngoài là ăn rằm tháng riêng ấy nhờ. Nhưng mà em nhớ là ở ngoài Tây Bắc là qua Tết thì bắt đầu là nhiều lễ hội mà. Đúng rồi đấy. Thì mình ăn Tết ở trong Nam xong rồi anh Hải anh còn ăn nho, anh vừa lấy nho ở trong tủ lạnh ra. Ừ. Trong đấy còn có cả sữa chua đấy. Nhưng mà có cái ngăn này chỉ là ngăn mát thôi chứ không phải ngăn đông đâu chị ơi. Em ơi sao lại đông anh Tú, em ơi anh xin ngăn này đông rồi thành cần thành đá này. Đông đá luôn mà. Đông đâu mà đông. Cái này làm cái này nó còn mà lỏng le này. Mà ý là cũng lạnh đấy. Nó lạnh đấy. Tủ của bạn chỉ để mát thường. Tủ xe ô tô. Thôi tủ xe ô tô chỉ mát là được rồi. Nọ để chuối vào mà đông cứng luôn mà. Cái này nó vui nhỉ. Ôi cái bạn này đi chèn xe này. Nhường cho họ vào. Toàn luôn này. Nhìn cũng như trời Tết. Chị Tiên ơi, nhớ năm rồi á là anh Hải với Bơ với em Mí là vào trong em á. Mà còn sợ là không biết về kịp Tết không luôn á. Kịp Tết không luôn á. Năm ngoái lúc mà ở trong này về thì anh chị đưa Bơ với em Mí đi quay lễ hội Tết đấy. Mùng 1 ăn Tết ở nhà, mùng 2 đầu đi rồi. Anh Hải Bơ với Mí về là hình như là vào ngày hai mấy đấy. Đúng rồi, tầm đấy. Xong rồi đó là Bơ Ai Mí về trên nhà ăn Tết cùng bố mẹ đến tầm khoảng mùng 1 xong là di chuyển ra mùng 2 là anh em là đi rồi. Nhưng mà phải nói năm nay là anh em mình đi Bắc vào Nam là liên tục luôn ấy. Nhưng mà cũng vui mà, gặp nhau liên tục cũng thích. Bây giờ Bơ về Ái Mí này, Song Hỷ này đang đi quay ở miền Tây bảo rồi. Là có gì mấy hôm nữa mấy bạn bay ra chị ạ. Còn cậu An Chợ Phiên Tây Bắc này đi với em Nga Sumo này với cả quê chị Long Khánh quê em ấy. Long Khánh quê em. Là lại đi một chặng đường khác đấy. Giờ cũng phải chia nhau đi các chặng đường rồi các bác ạ, chứ 10-15 người mà đi cùng một đoàn thì không sắp xếp được thời gian để quay. Đây này, đơn giản là đi cùng đoàn này là có nè. Em Tú là 1 này, Diễm là 2, anh Hải là 3, chị là 4, Dũng là 5, anh Mách là 6, tổng là đang là 6 kênh đi với nhau. Mà làm sao để mỗi ngày ra một tập thì các bác phải phân chia ra họ em cái. Mẹ còn không bị trùng lặp nội dung nữa cơ. Bình Định đây cũng có sân bay nha chị Tiền nha. Đến cái ngã tư trước mặt đây rẽ lên là có gọi là sân bay Phú Cát. Nên là mùa du lịch là có thể đi đây là có sân bay hết ấy. Từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là từ Hà Nội đều có chuyến bay là đến đây luôn. Nhưng mà chắc là cái giờ bay nó giãn ra nó không nhiều hơn nhỉ? Nói chung trong ngày là có nhiều đó. Chuyến đấy. Có nhiều có đấy. Vì cái vé máy bay giả sử như từ đây đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng
cỡ mấy trăm ngàn cho đến 1 triệu thôi. Và nhiều người họ ở đây họ có công việc gì, người bản địa ấy, họ vẫn bay đi bay lại cho nó nhanh ấy. Đây phân ra thành cung đường này là thành hai làn đường luôn này. Ra quốc lộ 1 rồi đấy. Quốc lộ 1. Tất cả các cung đường ở đây, quốc lộ mấy thì em Tú xe đầu kéo là đều nó còn thuộc hết. Anh xem bây giờ đang còn 65 km nữa. Đấy cái câu mà lái tài lái lợn lái xe lái trong ba lái đấy thì chọn lái nào? Diễm ơi, thế trong ba lái đấy anh Diễm ấy. Diễm chọn lái nào đấy Diễm? Nói sao chị nói lại thử đi. Lái tài, lái lợn, lái xe. Lái tàu. À lái tàu. Lái lợn, lái xe, trong ba lái ấy đừng nghe. Đừng nghe tài nào đúng không? Hả? Đừng nghe thằng nào. Do ngày thực ra là ngày xưa bậc cha chú của nghề tài anh em mình là nhiều đào hoa quá, bây giờ anh em mình toàn mang tiếng anh Hải nhờ. Không có vậy đâu. Đâu có, Diễm là người làm chứng cho anh em biết ơi, này, quá trình anh em mình quen nhau bao nhiêu lâu nay anh nghiêm túc. Dũng mà bây giờ, Diễm bây giờ mà hứa mà bập đấy. Ở trên mình ăn này quán cơm này, cơm gà 5 tấn. À 5 tấn bên này em hay ăn quán đấy đấy. Đấy này nắng đây, chị Tuyên thích nắng này, còn nắng rồi đấy. Chà, mình có đối thủ mới rồi anh em ơi, căng quá. Review cung đường là rất là chi tiết cặn kẽ. Không, những cái cung đường đẹp như này là phải lên chia sẻ cho các bác biết. Thực ra thì những cái cung đường này thì trên kênh em mà quay rất là nhiều rồi, nên là chuyến đi này hầu như là mình cũng thấy chị Tuyên chị quay là mình rất là vui, chia sẻ thì có nhiều đối tượng khán giả ấy. Nên là khi mà chị Tuyên mà chia sẻ như thế này mình cũng rất là vui. Vì đây là những cái đam mê của mình mà được chị Tuyên chị lan tỏa đi là rất là hay. Nhiều khi em cũng đi ấy thì lái xe này không có thể nào mà cầm quay được. Đúng rồi. Đúng, chính xác đấy. Nên là bây giờ chị Tuyên thì đã thay mình review về cung đường ấy. Wow, nhìn này cái biển mây trắng trắng này. Đã chưa? Trèo đèo lội suối lên rừng xuống biển đúng không? Anh, mấy hôm nữa lại về núi. Đường đẹp thế nhỉ? Cái này có phải là đường ra bờ biển không? Đúng rồi anh ạ. À. Chuẩn bị một chút nữa là tới biển cả này. Đúng. Chỗ này là quê hương, biển cả là quê hương của hải sản Phan Diễm nhé. Yeah. Nghe hải sản Phan Diễm là nhớ tới biển ngay. Đại dương mênh mông ơi em. bên kia ở bên phía tay phải đúng không, nó có cái đê nó che biển này kìa. Ôi vậy là biển chữ chưa, đây là người ta vẫn đang nuôi tôm nuôi cá này. Em nhìn thấy treo trên map là em thấy có biển đấy mà chưa thấy đoạn nào nó sát hẳn biển nhỉ. Ừ. Sao đê kia nó cao nhỉ, che hết trời biển rồi nhỉ. Mình đi ngang biển bãi biển của thành phố Quy Nhơn còn mưa gió, đừng nói ra tới đây gặp hơi khó. Thôi mình cứ đi đây, đoạn này, xem cung đường đi, trước mặt chắc chắn sẽ có ở bên phía tay phải của mình ấy. Ngồi đây. Hôm nay là team mình phải đi đường vòng để cho chị Tuyên quay biển đấy nhá, cả nhà nhá. Team kia là đi đường thẳng là tới trước. Nhưng rồi chị Tuyên ơi, iPhone 15 quay màu trời đẹp quá. Rồi, biển đấy. Đấy, chị đã nhìn thấy chưa? Đây, biển đây cả nhà ơi. Biển một bên, và tôm một bên. Đúng rồi, tôm nuôi một bên đây này. Đây mà cách biển để ghi ở đâu bao xa anh hả? Cái biển gì em? Để ghi anh không biết bãi biển đấy. Nhưng mà đây là bãi biển gì đây? Bãi biển này là biển Đông anh ạ. Biển Lộ Diêu, trước mặt kia là biển Lộ Diêu. Sao ở đây không có nhà ở nhà bãi đẹp thế này mà? Tít trên kia kìa. Chạy vòng ra cái hình cánh cung trên kia. Hết rồi đúng không? Trên kia nữa. Thực ra những biển như thế này ở quê em rất là nhiều ấy. Tại vì cái bờ biển nó bao trọn hết cả chỗ khu này mà. Dự án nhiều được vì thực ra miền Trung nó một cái là nó cũng giống như miền Bắc mình ấy, là chỉ du lịch được một mùa thôi, mùa hè thôi, được mấy tháng ấy thôi, chứ còn không có được nhiều như là Nha Trang trở vào. Nó lên cung đường này đẹp này. Đấy, sát biển đấy. Nhưng mà trời này mình hoàn toàn có thể tắm biển được nhá. Mà biển này em nghĩ là tắm thích này, sạch này. Biển này hôm nay sạch. Hoang sơ. Không biết là tí nữa kênh Sapa TV anh Hải có đi tắm biển không? Chắc chắn là không. Cái
đội này anh em mình nó làm như dị ứng cái biển cái sao phòng mình hỏa. Bây giờ mà tí nữa mà ra biển chuẩn bị tập lần mưa trước em biết không, đi xuyên Việt mà gần 6 dáng giờ ấy nhá, đấy mà không tập được một buổi nào ở biển. Có một hôm duy nhất quay ở ngoài biển thì là cái file đấy bị mất luôn. Em biết rồi. Xong rồi là quay về tắm ở trong cái Long Vương một cái bé bé. Là Long Vương là không thích diễm vì là bắt quá nhiều con cháu ở của Long Vương đi. Cho nên là bây giờ đi ra biển là mới tạo mưa từ xưa đuổi không tập cho tập thể dục nữa. Hợp lý. Ý là cứ muốn cho béo thôi đúng không? Bạch tuộc, cái tôm hùm, các thứ toàn là cô hoàng đế, các thứ. Ở cái chỗ này có phải không họ mình ra đây này? Không có. Anh có nhớ nhầm không? À, đây nó gần đây có một cái cột mốc đó là... Bây giờ này là các cháu đang đi học về. Đây là cái chỗ mà hôm nọ bọn anh ra đây chơi này. Anh đi đâu? Bọn anh ra đây... Anh nói chính xác đấy. Chỗ hôm này vừa rồi anh đi bắt cùng cá đúng không? Anh đi thôi chứ không phải là em đi. Em đi em nhầm. Đấy, hết biển lại trở đến dừa nữa. Em đâu đến vườn dừa chưa? Khu này đây, nhiều dừa đây. Đây dừa đây. Đây, ở đây có cái cột mốc trắng trắng nha chị Tuyên kìa, di tích của đoàn tàu không số ngày xưa đấy. Chị nhìn thấy không? Đây, đấy. Ngày xưa đoàn tàu không số là có di tích ở đây. Anh Hải đến đây quay trở lại lần thứ 3, thứ 4 rồi đấy nhỉ? Có không số, thế là anh em mình đã đi rồi chứ. Đây này, có cái biển cái gì, tiêu đề kìa. Với tinh thần quả cảm, táo bạo, mưu trí sáng tạo, cán bộ chiến sĩ của đoàn tàu không số đã lập nên niên hiệu chiến công đặc sắc. Quá thấy chưa? Chuyến tàu quân không số này. À, Phú Yên, em đi ở Phú Yên. Phú Yên, Phú Yên. Em đi ở đây là một mốc quan trọng của Phú Yên đấy. Đây là trên cái cung đường này sẽ đi về, di chuyển về nhà của em tên Sơn Dược Vlog. Bây giờ về núi rồi nha chị nhá. Có biển bây giờ là không có biển nữa. Bây giờ đi đèo đấy. Đi chuyến đèo thì mình đi đèo luôn. Chuẩn bị được ăn mắm mực. Hôm trước bạn ấy gửi ra cho đấy mà hai vợ chồng lại đi vào trong này luôn là chưa kịp ăn. Trèo đèo đây. Nhưng mà đèo này đường đẹp hơn đèo ấy biết. Chính ra vừa lại đi quốc lộ 1 đấy thì nó xa hơn chút nhưng mà đường nó lại thẳng. Mình đi đường trong này gần hơn 2 cây số như này, toàn là đường đèo và đường nhỏ. Thế em Dũng thì lấy vừa vào hay hết cái đường quốc lộ kia thì cũng có phải đi đường này không? Hay là có đường khác? Nó có một đường khác nữa. Nó từ ngoài Tam Quan vào nữa thì nó xa hơn chút. Nhưng mà em thấy hình như Dũng vẫn đi đường ven biển này, Dũng vừa hỏi. Đi như chị Tuyên là xuyên Việt đấy. Là vừa đi vừa quay đường xá đầy đủ ấy, ok đấy. Các những lần trước thì Dũng với anh Hải quay rất nhiều nhỉ. Chuyến này là nhường hết cho chị Tuyên ấy, thấy chưa? Hai phiên vì tương lai con em chúng ta. Người đèo nhỏ ghê đấy nhỉ. Ôi cái đoạn này có vẻ nó cua gấp này. Thực ra là trên xe của mình áp lực hơn đấy, chở đến 30 cột về năng lực, về kinh tế và bán hàng online các thứ. Mình phải chạy cho chậm mẹ mấy đường thế chẳng lâu, nó nghe đi thẳng đường kia phát là tới luôn, đâu mà đi vòng ra đây, không bao giờ lại đi vòng ngược lại. Ban đầu anh em vẫn xuống xe, đến địa điểm đến đã đến rồi cả nhà ơi. Đây là cây khủng này. Ôi. Ôi, trước cửa nhà bạn này có cái con cóc này. Đú ơi, xuống đi, Diễm ơi vào đi em ơi. Trong chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Wow, xin chào cả nhà. Là con cá này là anh không biết, ngoài sông có khi người ta phóng sinh thì người ta làm gì anh không biết, nhưng mà có cái anh kia là anh canh anh chài con cá này 4-5 ngày chưa được. Nó nằm dưới mà dưới nước này, nước nó màu tối tối mà là con cá màu vàng mà nó bắn lắm. Anh chài mấy ngày, anh canh mấy ngày bắt được cá này. Khi anh bắt được là anh rao đâu trên mạng hay sao á, anh bán
vợ cô em nó canh được, nó mua con cá này bình thường là nếu bình thường người ta nghĩ giá trị nó cũng 100.000-200.000 thôi. Nhưng mà có duyên thì gì mình ở thôi. Vợ mua 5.4 triệu xong rồi cái ơi chào Diễm nha. 5.4 triệu xong rồi cái anh ấy thấy anh em mình làm cái kiểu Hiển nó mua cá này trúng lắm, bán mấy trăm triệu đòi thêm tiền nữa. Tức là sang xin thêm sau khi bán 5.4 triệu. Nhưng mà con cá này đặc biệt là gần như là mình chưa bao giờ thấy con thứ hai ở Việt Nam luôn. Nhưng mà nó vàng như là màu vàng 24 carat ấy nhỉ. Em làm cái hồ này để nuôi mình cái này thôi. Còn mấy con cá dĩa này nuôi cảnh cho đẹp thôi chứ thật sự để nuôi mình cái dạng thôi. Đấy là nuôi cho vợ nha, vợ thích thì nuôi chứ em là hầu làm nhà không có nghĩ nuôi. Nhưng mà kiếm con này không nói anh vào làm gì đã có đâu đúng không? Đúng rồi. Con này nó ăn cái gì anh Hiển? Con này thì nó ăn cám thực phẩm thôi nhưng mà bây giờ nó không ăn thực phẩm nữa, bây giờ nó ăn trùn. Ăn trùn. Trùn chỉ ha. Dạ, trùn chỉ luôn. Mà màu đẹp quá. Nhưng mà con này bây giờ còn bán không? Con này thì chắc là không bán đâu. Bao nhiêu tiền con bán tại con vợ nó có lọc. Bao nhiêu tiền con bán? Thôi, mình có duyên mà. Thôi, có duyên về mà. Không bán nhưng mà tặng không? Em Hiển là cùng mạng, cùng tuổi luôn. Rất hợp. Em là... Em là Kim. Kim à. Em là Kim. Đẹp quá. Nhưng mà mấy con này là ở ké rồi đúng không? Ké thôi, chỉ nuôi là một con cá da thôi. Tiếp màu cá đủ sặc sỡ, xanh đỏ. Vậy là anh với lại mở anh toàn là cùng mệnh kiếm không kim luôn ấy. Mà con cá này chưa bao giờ gặp đâu, cá thuần chủng trong nước nha. Không nhiều lắm, nếu cây chép vàng thì nhiều lắm. Chép vàng thì nhiều nhưng mà con này nó vàng vi nên rất là đẹp kìa. Năm nó vàng, hồi lúc nó vàng ánh luôn, năm nay đổ đỏ. Đẹp quá. Giờ đang đổ đỏ đây. Này anh coi này, hồi lúc cái mèo nó vàng mà nhìn nó lạ lắm. Là ông lão đánh cá là phải canh mấy ngày mới bắt được con này. Canh bắt mấy ngày. Người ta chài bắt cái thì phải là bán mấy trăm triệu quá. Anh thấy để mình canh bắt mấy ngày. Khôn lắm khó bắt. Nhưng mà cái này là dễ thương quá. Cái dĩa này là nữ hoàng cá mà. Cái dĩa này đang là biệt danh là nữ hoàng cá. Con này là đang hot đúng không anh? Nó đang nuôi nó phải có nhiệt độ kìa. Nó phải có lò sưởi cho nó. Anh làm cái hồ này nhiều tiền không anh? Không, cái hồ này nếu anh làm thì thật sự có tầm cỡ 15 tới 18 triệu cái hồ này thôi. 15 tới 18 triệu là cái hồ chú tính cá là hồ từ đây xuống đây luôn. Anh nghĩ nó thả thiết bị ở dưới luôn. Ok, đó, vậy đó thôi. Còn này, cái lúa này riêng, cái cây này cây riêng. Anh Dũng là màu vàng, mình là con màu đỏ này nè. Ôi, rất cảm ơn. Hello. Okay. Chào em Toàn. Nhưng mà bây giờ có cái đẹp đấy. Đẹp mà đây vậy. Đẹp lắm, nhìn vào đây. Đây. Nhưng mà đang ngắm nghiêng mấy con cá. Nhưng mà đang sổ đỏ. Đậu đỏ lên vàng. Nó đỏ hết luôn nè. Ủa sợ đấy. Vàng như cục vàng vậy á. Đã di chuyển trong 4 tiếng đồng hồ, đã có mặt ở thành phố Hội An, một trong những nơi mà có nhiều đèn lồng nhất luôn. Đây ở đây này, đang là thẻ cách đây khoảng gần 4 tháng thì mấy anh chị em cũng có thuê những cái chiếc thuyền nhỏ nhỏ và thả những cái đèn lồng ở đây. Đèn hoa đăng. Đèn hoa đăng đấy. Và cầu nguyện cầu ước những cái đạt được trong cái năm nay. Hội An hình như ngày càng đẹp đẽ và chỉnh chu hơn đấy. Không biết em có thấy cảm nhận như thế đấy. Hôm vừa rồi đi quay cùng trên kênh của Phạm Dũng ấy, thì cái chỗ mà có in cái đồng tiền 20.000 lên ấy, gọi là cái chùa cầu ấy. Chùa cầu. À em không ạ. Đây là phố cổ Hội An, là một đô thị nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía nam nha cả nhà ơi. Ở đây thì Hội An có là được rất là nhiều những cái khung cảnh đẹp về buổi tối. Có nhiều khu phố cổ được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 vẫn còn tồn tại như nguyên vẹn từ trước đến nay. Nếu mà đi vào ban ngày như những lần trước mà em Tiên đi, những cái mái ngói ở trên những cái mái nhà này, nó rêu phong cổ kính luôn đấy. Được công nhận là di sản thế giới UNESCO từ năm 1999. Đây là địa điểm thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan đấy. Không những là khách ở trong nước mà cả quốc tế, bạn bè Lam Châu cũng đến luôn nhé. Khách nước ngoài rất là đông đấy ạ. Hội An còn giữ được gần như nguyên vẹn hơn 1.000 di tích kiến trúc như ở phố cổ
nhà cửa, hội quán, đình chùa, miếu và nhà thờ tộc, giếng cổ, mộ cổ. Đây, qua đây là sẽ có một cây cầu rất là đẹp. Ngoài những cái giá trị văn hóa qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ được rất là nhiều những cái văn hóa phi vật thể với các lễ hội văn hóa đang được bảo tồn và phát huy, và các cái làng nghề truyền thống và các món ăn ẩm thực làm cho Hội An ngày trở nên điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương. Như đợt vừa qua là mấy anh chị em cũng đã đến và thả đèn hoa đăng ở đây rồi, thì ngày hôm nay thì sẽ không thả nữa. Đây sẽ đi qua một cây cầu. Đây này này, khu kia có nhiều ăn uống á, đồ ăn đấy. Càng ra đến cái khu cầu mà đi sang bên dãy bên kia thì lại càng đông người đi trải nghiệm thả đèn ở trên sông như này. Anh Hải ơi, sau mấy tháng trở lại thấy thế nào? Quá đẹp. Có vẻ như là đang em giữa em ơi, lần trước ý, thả đèn ấy nguyện là cầu ước ở đây có thấy đúng không? Đã hết năm gì ạ? Đã hết năm mới biết được không? Tối nay ở đây đông vui quá ha. Thuyền nhiều quá chưa? Thuyền nhiều. Quá đẹp luôn nhỉ. Đây là người ta phải đây tung tăng vắt nhau trên đường. Sapa TV nhá, chào cả nhà nhá. Em là Hải Sapa TV nhá. Có một cái quán ấn tượng không? Đây. Trang trí có đèn lồng luôn đấy. Là máy móc đấy. Nào. 1 2 3 rô. 2 3 uống. Bây giờ là anh Mách anh ấy trốn đi chơi một mình, còn cả đi xuyên ra một cái dãy phố khác, ăn đi bơi xuồng rồi. Ơ cho thuê này. Giá hàng cho thuê. Cho thuê mặt bằng này. Chụp số luôn rồi anh Hải, chụp số ấy. Anh Hải là đi đến đâu là cũng thích xem những cái mặt bằng. Hỏi lý do tại sao người ta trả. Diễm ơi, nhà ăn no rồi bây giờ cùng nhau đi nhanh đi. Chắc thầy được một đoạn đi. Bây giờ là không có thời gian để về đi tập luyện. Thôi chị đi rồi. Nhanh là cameraman là tí nữa là đứng cách xa cây số nhá. Mình sẽ đi bộ về. Một hành trình dài ngày hôm nay là di chuyển của anh em mà cũng khá là dài đấy. Ôi ở đây có một chiếc thuyền này. Đẹp quá nhờ. Ui, đẹp thế nhờ. Diễm ơi. Thuyền đẹp thế nhờ. Trời hơi tối nên có thể là mọi người không nhìn thấy không, rõ. Thấy sáng lắm, trong điện thoại này sáng lắm. Bây giờ chị Tuyên cứ đi vòng em vòng sang hướng này nhá. Nhìn đẹp quá nhờ. Đây để xem đây là nó là cái di tích gì? Có biển đấy. À, đây là Châu Ấn thuyền, là loại thuyền buồm thương mại được cấp giấy phép thông hành có dấu triệu đỏ của Nhật Bản đi tới các cảng Đông Nam Á trong thời Mạc Thủ Tokugawa lửa đầu thế kỷ 17. Từ năm 1604 đến 1634 đã có 86 châu ấn thuyền cập bến Hội An. Hiện nay mô hình châu ấn thuyền vẫn được trưng bày và sử dụng trong lễ hội Okunchi của Nagasaki hàng năm để tái hiện đám cưới lịch sử của công lữ Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Bản. À, cái chiếc thuyền này nói lên là cái tái hiện lại lịch sử của công nữ Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Bản cũng rất là nhiều. Đây hiện tại là anh Hải khi đến với thành phố Hội An được rất là nhiều các em là xin chụp ảnh cùng.
rô 2, 3 uống. Các bạn ở đây luôn à hay là lên khác? Điện thoại hơi tối. Ở Bình Định luôn á. Còn chị vừa di chuyển từ bên đấy sang đây đấy. Hơi tối. 2, 4, 6 6 người mỗi người 20.000 là 120.000. Đây là mình chụp xong là mình được 20.000. Tập trung nào, tập trung nào. Rồi đẹp lắm. Rồi anh em ơi. Nào bây giờ là 4 tấm là bây giờ nhân thành 4 120 nhân 4 là bao nhiêu? 480.000. Thế này nhanh giàu lắm. Hơn một buổi tối ngày hôm nay á, đi cùng đoàn và các bác muốn xem mà chọn cái video clip này là ở bên kênh của em là Phạm Dũng. Và bây giờ là cả đoàn sẽ di chuyển về khách sạn để nghỉ để mai lại tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt trở về với Sapa. Thôi buổi tối hôm nay Duyên cũng xin kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video kế tiếp nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.